Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề thiền vào buổi sáng. Đối với bản thân mình thì thiền vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất trong ngày. Bởi vì khi mà bạn thiền vào buổi sáng thì lúc đó là thời điểm mà bạn mới ngủ dậy, bạn sảng khoái nhất. Cũng hơn nữa là khi mà bạn thiền vào buổi sáng thì nó sẽ giúp bạn rất nhiều khi mà bạn đi làm hay là bạn đi học. Bởi vì lúc đó là bạn sẽ cảm thấy tập trung hơn rất là nhiều. Cũng như là thiền vào buổi sáng, nó sẽ cho bạn vào một trạng thái cảm xúc tốt nhất. Thì mình nghĩ là thời điểm tốt nhất trong ngày thì bạn nên thiền vào buổi sáng. Thì để thiền, bạn ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Bạn có thể ngồi dưới đất, ngồi trên một vật, ngồi trên gối, hoặc ngồi trên một vật gì đó mà để giúp bạn giảm đau. Hoặc bạn có thể ngồi trên ghế. Đầu tiên, chúng ta sẽ cảm nhận cơ thể chúng ta với môi trường xung quanh, với mặt đất, cảm nhận hai chân, cảm nhận tay đặt trên chân. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và từ từ bạn nhắm mắt lại. Hít vào, thở ra. Điều quan trọng nhất khi thiền đó chính là hơi thở. Chúng ta tập quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Để giúp các bạn cảm nhận hơi thở vào và ra tốt hơn, chúng ta có thể đếm các hơi thở. Ví dụ như hơi thở vào là 1, hơi thở ra là 2, 3, 4, cho đến 10, thì chúng ta quay trở lại 1 và 2. Để giúp chúng ta tập trung hơn trong việc quan sát hơi thở thì chúng ta nên tập trung ở một vùng nhất định, và ở đây là vùng mũi, xung quanh vùng mũi, dưới mũi. Các bạn cố gắng tập trung vào cái vùng mũi này, xung quanh vùng mũi hoặc dưới vùng mũi này. Khi quan sát hơi thở, chúng ta cố gắng không đánh giá, không nhận xét
và không có suy nghĩ gì về hơi thở cả, mà điều duy nhất chúng ta cần làm đó là quan sát nó, nhìn nó. Với từng hơi thở vào và ra, chúng ta muốn thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nếu như bạn bỗng nhiên cảm thấy là mình đang đánh giá, bị đánh giá, bị suy nghĩ, hay mình đang suy nghĩ, hay là mình đang lo lắng, mình đang lo sợ một cái gì đó, thì chúng ta cứ từ từ quay trở lại hơi thở và chúng ta chỉ quan sát những cái suy nghĩ đó, quan sát những cái mà đánh giá, những cái mà nhận xét đó. Đừng phản ứng với nó, mà chỉ quan sát nó. Nếu như trong quá trình thiền và chúng ta lỡ bị cuốn đi trong những cái suy nghĩ, cũng đi trong những cái tiềm thức, thì chúng ta không cần phản ứng với những cái việc mà chúng ta bị cuốn đi như vậy. Chúng ta không buồn và không giận dữ với việc đó, và chúng ta không đánh giá bản thân, không nói với bản thân, không trách móc bản thân là tại sao chúng ta lại bị cuốn đi như vậy. Cái việc mà bị cuốn đi trong những suy nghĩ đó là một chuyện rất là bình thường. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng quay trở lại với hơi thở của chúng ta. Hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn từ từ cảm nhận lại hơi, cảm nhận lại cơ thể của chúng ta, cảm nhận chân trên mặt đất, cảm nhận hai tay trên hai chân, cảm nhận âm thanh xung quanh, cảm nhận cơ thể chúng ta với môi trường xung quanh.
Sau đó chúng ta từ từ mở mắt ra. Buổi thiền hôm nay của bạn như thế nào? Có thể là bạn sẽ cần luyện tập rất là nhiều. Có thể là bạn sẽ chưa cảm nhận thấy thay đổi gì. Tuy nhiên, thay đổi đến cần sự luyện tập đều đặn. Bởi vậy, chúng ta cứ luyện tập đều đặn hàng ngày, mỗi ngày. 5 phút, 10 phút, 15 phút không quan trọng, miễn là chúng ta ngồi xuống thiền. Xin chào các bạn.